kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật quyển bốn mươi chín phẩm hạnh phổ hiền thứ ba mươi sáu bấy giờ đại bồ tát phổ hiền lại bảo đại chúng các đại bồ tát rằng phật tử như ở trước đã nói đó chỉ là tùy căn cơ của chúng sinh mà lược nói ít phần cảnh giới của như lai Tại sao chư Phật Thế Tôn vì các chúng sinh không có trí huệ làm ác tính toán cái ta và của ta, chấp trước vào thân điên đảo ngu si tà kiến phân biệt, với các ràng buộc luôn cùng tương ưng theo dòng sinh tử xa đạo như lai, nên Phật xuất hiện ra đời. Phật tử tôi chẳng thấy một pháp nào lỗi lầm lớn bằng các Bồ Tát đối với Bồ Tát khác khỏi tâm sân hận, tại sao phật tử vì nếu các bồ tát khởi tâm sân hận với bồ tát khác tức thành tựu trăm vạn cửa chướng ngại những gì là trăm vạn chướng đó là chướng chẳng thấy bồ đề chướng chẳng nghe tránh pháp chướng sinh về thế giới bất tịnh chướng sinh vào các đường ác chướng sinh vào nơi các nạn chướng nhiều các bệnh tật chướng nhiều người phỉ báng chướng sinh vào cõi ngu độn chướng hoạn mất tránh niệm, chướng thiếu trí huệ, chướng mắt, chướng tai, chướng mũi, chướng lưỡi, chướng thân, chướng ý, chướng ác tri thức, chướng bạn ác đảng, chướng thích tu tiểu thừa, chướng thích gần kẻ phàm ngu chướng chẳng tin ưa người đại oai đức, chướng thích cùng ở với người lìa tránh kiến, chướng sinh vào nhà ngoại đạo, chướng trụ cảnh giới ma, chướng lìa khỏi tránh giáo của Phật, chướng chẳng thấy bạn lành, chướng khó chồng căn lành, chướng tăng pháp bất thiện, chướng được nơi hạ liệt, chướng sinh nơi biên địa, chướng sinh vào nhà kẻ ác, chướng sinh trong ác thần, chướng sinh trong rồng ác, dạ xoa ác, càn thát bà ác, a à tu la ác, ca lâu la ác, khẩn na la ác ma hầu la giả ác la sát ác chướng chẳng thích phật pháp chướng tập pháp nhi đồng ngu muội chướng ưa chấp tiểu thừa chướng chẳng ưa đại thừa chướng tánh nhiều sợ hãi chướng tâm thường ưu sầu, chướng ái chấp sinh tử, chướng chẳng chuyên Phật Pháp, chướng chẳng vui thấy nghe thần thông tự tại của Phật, chướng chẳng đắc được các căn Bồ Tát, chướng chẳng tu hành tịnh hạnh Bồ Tát, chướng thối khiếp thâm tâm Bồ Tát, chướng chẳng sinh đại nguyện Bồ Tát, chướng tâm chẳng phát nhất thiết trí, chướng giải đãi đối với hạnh Bồ Tát, chướng không thể tịnh trị các nghiệp chướng không thả nhiếp đấy phước lớn, chướng trí lực không thả sáng lợi, chướng dứt nơi trí họa rộng lớn, chướng chẳng hộ trì các hạnh Bồ Tát, chướng thích phỉ báng lời nói của bậc nhất thiết trí, chướng xa lìa chư Phật Bồ Đề, chướng thích ở các cảnh giới ma, chướng chẳng chuyên tu cảnh giới Phật, chướng chẳng quyết định phát hoàng thệ nguyện của Bồ Tát, chướng chẳng thích ở chung với Bồ Tát, chướng chẳng cầu căn lành của Bồ Tát, chướng tánh nhiều kiến hoặc chướng tâm thường u tối, chướng không thể thực hành bố thí bình đẳng của Bồ Tát, vì tham sân không bỏ được.